Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Hiện tại em đang là ở ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay em dâng đến cho anh chị là một căn nhà rất là rộng rãi luôn nha anh chị ơi. Nó ngang 8,5m và 27m luôn và nở hậu cho mình luôn nha. Đây là căn nhà của mình. Chỉ có 800 triệu thôi, sở hữu riêng luôn, nằm giữa hai khu nghiệp. Từ đây ra khu nghiệp Tân Hương á, là 2km, ra khu nghiệp Tân Long Giang á, tầm khoảng 2km thôi nha anh chị. Ra quốc lộ 1A còn là 2,4km, ra chợ Tân Lý Đông mới á, tầm khoảng á, là 500m, ra điện máy xanh Bắc Quá Xanh Thế Di Động tầm khoảng là 400m nha anh chị. Còn từ đây mà mình ra đường ô tô á, là tầm khoảng là 30m thôi, rất là gần luôn. Thì đây là căn nhà của mình rất là bự nha anh chị. Đây là nhà dân kiên cố ha. Đó, còn đây là đường trước nhà mình là đường rộng 2m2, 2m rưỡi nha anh chị. Đó, từ đây mà mình ra đường ô tô á, thì em đi ra đường ô tô cho anh chị xem nè. Đó, ngay cái nhà đó anh chị, đó là đường ô tô nha anh chị, đường xe 3,5 tấn ha. Đó, thì từ đây ra đó tầm khoảng 50m thôi nha anh chị. Còn đây là căn nhà của mình, có chiều ngang là 8,5m luôn, rất là rộng nha anh chị. Và giá này thì rất rẻ rồi, chỉ có 850 triệu thôi. Đây, từ cái miếng này nè, đó mình ngang qua. Ngang qua tới đây luôn 8,5m, sâu vô là 27m nha anh chị. Đó, và hiện hữu là có một căn nhà dân ở đây. Đường này là đường cột nha anh chị. Phía trong này thì có thêm một căn nhà nữa là hết đường rồi nha anh chị. Đó, nhưng mà đường này vẫn là đường bê tông, thể hiện cái số hồng của mình. Đây anh chị xem. Đó, nhà rất là rộng luôn nha anh chị. Rồi giờ em mời anh chị vào xem ha. Đây. Ở nhà của mình á, thì sẽ có một căn nhà và còn dư một cái phần đất bên này nữa anh chị. Anh chị có thể xây thêm một căn bên này nữa nha. Tại vì cái phần đất này ngang ít nhất phải 4m hơn nha anh chị. Đó. Thì có sẵn căn nhà vậy thôi. Và em mời anh chị mình vào trong ha. Thì mình đi cái đường bên hông trước để mình xem ha. Thì toàn bộ bên này là đất của mình hết nha anh chị. Đó, có hàng rào lưới B40 sẵn luôn nè, ranh giới rõ ràng với cái nhà kế bên nè. Cũng như là phía đây là dưới đất của mình là có một bức tường rộng luôn nè. Đó, có một bức tường cao xây thế mà rõ ràng ranh giới luôn. Đó, phía đất này cũng là của mình luôn nha anh chị. Đó, cho nên em mới nói là nở hậu anh chị. Đó, nguyên cái phỉnh này nở hậu rất là bự luôn. Đó, mình có kèm căn nhà này. Đó, và đất hiện tại là sổ hồng riêng. Nhưng mà đất là đất cây lâu năm, chưa có thổ cư nha. Nhưng mà mình vẫn lên thổ cư được nha anh chị. Tại đây là khu dân cư rất là đông đúc nha anh chị. Đó, tại vì khu công nghiệp ở Tân Hương với là khu nghiệp Long Giang là nó sát bên đây luôn, nằm giữa hai khu nghiệp. Anh chị có thể là mình về mình ở hoặc là mình đập mình xây nhà trọ công nhân vẫn được nha anh chị. Từ đây ra ngay chỗ đường lộ nhựa tầm khoảng 160m nha anh chị. Đó, đây là cái phỉnh đất dư của mình nè. Đó, nói chung tại vì đất nhiều quá mà chủ thì chỉ xây cái nhà này tầm khoảng 5-20 thôi. Đó, thì chỉ xây căn nhà như vậy thôi, còn cái phần đất dư rất là nhiều luôn. Đường là đường xe máy rộng 2,5m nha anh chị, 2,5m. Đây, đó, phần đất dư nè, đây là phần đất nở hậu của mình. Còn mặt tiền mình là ngang 8,5m. Đây là cái nhà bếp cũng như là nhà tắm toilet của mình trong này ha. Đó. Thì nhà này cũng là nhà cũ rồi nha anh chị ơi. Ở trên cũng có một lớp lọc không nè. Đó, căn nhà này là căn nhà cũ nhưng mà mình có thể mình về mình sơn sửa lại được. Đó, mình sơn sửa lại, mình lắp gạch đồ thêm thì nó cũng đẹp như mới thôi anh chị ơi. Nói chung giá 800 này là quá rẻ so với đất gần hai khu công nghiệp đó anh chị. Giá này là cực kỳ rẻ luôn. Trong cái mùa đất này anh chị mua được những căn nhà này là khá là ok. Đó, chỉ có 800 triệu thôi, thay vì mình mua một lô đất thì mình mua một cái miếng đất bự như thế này rồi. Tại vì nó ngang 8,5m là coi như thành hai lô đất rồi. Đó, đây là hai phòng ngủ của mình ha. Đó, đây là phòng khách của mình. Đó, này là nhà dân nha anh chị. 800 triệu quá rẻ rồi. Đó, sổ hồng riêng luôn. Anh chị nào mua liên hệ trực tiếp em nha anh chị ơi. Đó, gần hai khu nghiệp. Đây, để em xem cái hướng đất của mình là hướng nào để em báo cho anh chị biết luôn. Đây, em có cái sổ trong điện thoại nè. Đây, cái sổ của mình anh chị. Thì đất của mình là hướng Tây Nam nha anh chị. Đất của mình là hướng Tây Nam. Tổng diện tích là 271m2 đất trồng cây lâu năm. Nhưng mà ở đây lên thổ cư được nha anh chị. Thuộc là ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đó. Rất là rộng luôn, ngang 8,5m và 27m luôn, gần 28m luôn anh chị. Trước đó của mình thì nó ghi là đường bê tông nha anh chị ơi. Đó, là có thể hiện đường trên sổ luôn, sổ là sổ hồng riêng. Cái này mình ra công chứng được liền luôn nha anh chị ơi. Đó. Ở đây thì nhà dân san sát nhau luôn nha anh chị. Tại vì nó gần hai khu nghiệp lớn á, cho nên người dân sinh sống ở đây rất là nhiều. Phía trước này rộng tới mặt tiền tới 8,5m lận.
đặc biệt là sát bên ngay chỗ ủy ban xã Tân Lý Đông luôn, gần ủy ban xã nè, gần chợ, gần trường học nè, cũng như là gần điểm máy xanh Bắc Hóa Xanh đó, đầy đủ hết cho mình luôn, gần hai khu nghiệp nữa, mà giá chỉ có 800 triệu thôi. Giá này em nói thật anh chị luôn, là em nghe chủ báo giá là em phải đi quay liền luôn, em phải đi quay liền luôn, tới tối nay lên clip cho anh chị nè đó. Bây giờ là anh chị coi nè, bây giờ là 3:30 chiều, rất là nắng luôn đó, mà em phải đi quay liền cho anh chị, đi tối nay lên luôn. Hôm nay là ngày 21 tháng 12, thì tối nay em lên clip này luôn nè anh chị đó, tại vì mình thấy rẻ là mình phải quay liền. Anh chị nào mà muốn xem thì alo thì mình đi xem ngay, tại vì em nói thật anh chị là nó rẻ quá, cho nên là này bán lẻ lắm. Em đăng clip lên là 7:30 tối, là cái kênh em đăng là 7:30 tối là lên clip nha anh chị đó, giờ 3:30 giờ quay, 7:30 tối lên clip để anh chị mình xem. 271 m² mà giá có 800 triệu à, quá trời rẻ luôn à. Anh chị nào muốn mua cứ alo trực tiếp cho em nha, em dẫn anh chị đi xem đó. Và lưu ý nhà mình cách cái đường xe 3,5 tấn là chỉ có là 50 m thôi anh chị nha đó. Nói chung là đường xe máy thôi, nhưng mà nó cách cái đường lớn, đường 3,5 tấn có 50 m à, còn cách đường container là 160 m là ra đường xe container luôn đó. Đất nhà rất là rộng, mà có thêm miếng đất xung quanh này nữa, và đất này người ta cũng đổ nền cao và cũng đổ bê tông cho mình luôn đó. Và đất của mình là có xây cái hàng rào nữa nè anh chị đó, có xây hàng rào xung quanh hết luôn đó, cho nên là không có đụng chạm nha hết đó, ranh giới rất là rõ ràng rồi nha anh chị. Rồi em chào tạm biệt cô chú anh chị mình. Anh chị nào mà muốn xem thì alo liền cho em nha, số điện thoại em để dưới phần mô tả nha anh chị ơi đó. Tại vì YouTube không có cho em để số điện thoại trực tiếp lên video, cho anh chị vui lòng mình xem cái phần mô tả để biết số điện thoại em để mình đi xem nha. Ấy anh mà anh chị qua bên đây mình coi cái này, cái này là cái ranh giới của mình, người ta xây tường hết rồi nha anh chị đó, nhưng mà mình có phải coi hàng xóm là làm sao. Đây là bên hàng xóm nè đó, ok, bên hàng xóm thì khúc này không có màu mái hết trơn anh chị nha. Còn phía sau bức tường này thì em chưa coi được, nhưng mà người ta cũng xây tường cao này, ít nhất cũng phải cao 3-4 m nha anh chị, tường cao 3-4 m luôn rồi đó, xây cao hết trơn rồi. Đồ khoảng sân này rất là bự luôn. Anh chị về mình thấy cải tạo là mình ở, hoặc là mình đập hết mình xây lại một cái, mình lên thổ cư mình xây nhà trọ công nhân ở đây cũng khá là ok, tại đây gần chợ với lại gần hai khu nghiệp nữa. Và chào tạm biệt anh chị, hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo ạ. Rồi bây giờ em mời anh chị mình chạy ra ở ngay chỗ chợ, trường học cũng như là ủy ban nha. Đây đó anh chị xem nè, mình đi tầm khoảng á, là ở đây là dãy nhà trọ công nhân nè, trời ơi sát bên luôn mà không thấy ta đó. Mình chạy tầm khoảng 50 m là mình ra đường này, là đường xe 3,5 tấn nha anh chị đó. Đường này là đường xe 3,5 tấn, dân cư xung quanh là san sát nhau luôn nha anh chị ơi đó. Và mình chạy tầm khoảng thêm mấy chục mét nữa là mình ra ngay chỗ đường tỉnh lộ nè anh chị. Đây là đường xe container nha anh chị đó, đây là đường xe container luôn. Rồi bên đây là người ta buôn bán kinh doanh rất là nhiều nha anh chị. Và mình chạy thêm mấy chục mét nữa thôi là mình ra ngay chỗ ủy ban xã Tân Lý Đông nha anh chị. Đây là ủy ban xã Tân Lý Đông nè anh chị đó, sát bên ủy ban xã luôn anh chị ơi đó. Từ trong đó ra làm mấy chục mét này, mình đi nãy giờ chưa được 30 giây nên anh chị ơi đó. Và phía trước mình là ngã ba nhà thờ Ba Vòng, nếu mình đi thẳng luôn 2 cây số là mình ra ngay chỗ quốc lộ 1A, ra ngã ba Phú Mỹ. Còn mình quẹo phải thì mình về khu nghiệp Long Giang là khoảng 2 cây số nha anh chị đó. Nơi đây là có là Bách Hóa Xanh nè đó, có Thế Di Động nè đó, đầy đủ hết tất cả những tiện ích cho mình luôn, và gần với lại hai khu nghiệp lớn nha anh chị ơi đó. Rồi em chào tạm biệt anh chị, hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo nha.